Khi mà các bạn đã có quá nhiều tiền thì một môn thể thao không thể làm cho các bạn vui nổi. Các bạn chuyển hướng. Đây là thần tượng, đây là fan hâm mộ của, nhìn sức lực này khả năng là Nadal mọi người ạ. Không có sự tinh tế, đây là khả năng là Nadal. Đấy. Còn đây là một gôn thủ chân chính. Anh đi đánh gôn mà đang tính là chuẩn bị mua G69 mọi người ạ. Thay vì G63 thì sẽ mua một chiếc xe G69. Công phong. Đấy. Còn đây là lơ xe Tuấn Anh. Vẫn luôn luôn chỉ là một chân lơ xe mọi người, tài xế.